Chào mừng các em đến với tiết học hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp tuần 5. Chúng ta sẽ cùng khởi động bằng một trò chơi thật thú vị các em nhé. Doraemon và chiếc bánh rán. Thử tài hiểu biết của các em về ngôi trường mới. Mỗi câu trả lời đúng của các em, mèo máy Doraemon sẽ được thêm một chiếc bánh rán. Câu hỏi thứ nhất. Trường Chu Văn An được thành lập vào năm nào? A. 1995, B. 1997, C. 2000, D. 2002. Và đáp án của chúng ta chính là đáp án. Vậy thì mèo máy Doraemon đã nhận được chiếc bánh rán của mình. Câu hỏi số 2. Thầy Chu Văn An còn có tên gọi khác là A. Chu An, B. Chu Văn Trinh, C. Cả hai đáp án trên đều đúng. Đáp án của chúng ta chính là đáp án C. Các em quan sát hình ảnh trên đây, chúng ta thấy những người trong hình ảnh trên đang tham gia hoạt động tập thể dục. Đây là hoạt động góp phần nâng cao sức khỏe cho mỗi người, cũng là việc làm thể hiện biết yêu thương và chăm sóc bản thân. Vậy chăm sóc bản thân như thế nào là đúng cách? Cô trò chúng ta sẽ cùng tìm hiểu. Chủ đề 2. Chăm sóc cuộc sống cá nhân. Tiết học này thì chúng ta sẽ tập trung tìm hiểu 3 nhiệm vụ. Nhiệm vụ thứ nhất, chăm sóc sức khỏe qua việc thực hiện chế độ dinh dưỡng hàng ngày. Nhiệm vụ thứ hai, tìm hiểu tư thế đi, đứng, ngồi đúng. A. Sắp xếp không gian học tập, sinh hoạt. Chúng ta cùng nhau tìm hiểu nhiệm vụ thứ nhất, chăm sóc sức khỏe qua việc thực hiện chế độ dinh dưỡng hàng ngày. Chế độ sinh hoạt của em có điểm gì khác với chế độ sinh hoạt hàng ngày đảm bảo sức khỏe dưới đây? Vậy thì để tìm được cái điểm khác này thì chúng ta sẽ tìm hiểu chế độ sinh hoạt hàng ngày đảm bảo sức khỏe. Về chế độ dinh dưỡng, ăn đủ bữa, không bỏ bữa sáng, chế độ ăn cân bằng, hợp lý về dinh dưỡng, uống đủ nước mỗi ngày. Chúng ta quan sát về tháp dinh dưỡng của Viện Dinh dưỡng Quốc gia Bộ Y tế thì chúng ta sẽ thấy được là có những thức ăn chúng ta cần ăn đủ, có những thức ăn chúng ta cần ăn vừa phải, có những thức ăn chúng ta cần ăn có mức độ, có những loại thức ăn chúng ta cần ăn ít và có những loại chúng ta cần hạn chế. Ngoài ra chúng ta còn phải tập thể dục thể thao, tập hàng ngày, xây dựng chế độ luyện tập thích hợp, ngủ đủ giấc. Vậy thì như thế nào là đủ giấc? Đủ giấc có nghĩa là chúng ta phải ngủ từ 7 đến 8 giờ và buổi trưa thì chúng ta nghỉ ngơi khoảng 30 phút. Nghỉ ngơi hợp lý, trong ngày cần dành một khoảng thời gian nhất định để thư giãn, giải trí. Và đặc biệt chúng ta cũng cần phải vệ sinh cá nhân hàng ngày, thay giặt quần áo thường xuyên. Để chúng ta hình dung rõ hơn, dễ hơn thì cô mời các bạn cùng xem một đoạn phim ngắn sau. Thank you.
việc tìm hiểu chế độ sinh hoạt hàng ngày bảo đảm sức khỏe, nhiệm vụ của chúng ta là về nhà sẽ hoàn thành bảng so sánh sau và tập. Viết điểm giống và khác nhau giữa chế độ sinh hoạt của em và chế độ sinh hoạt hàng ngày đảm bảo sức khỏe, thể chất vào bảng sau. Mình sẽ có những cái điểm so sánh sau. Thứ nhất về chế độ dinh dưỡng cân đối. Thứ hai là tập thể dục thể thao hàng ngày. Thứ ba là ngủ đủ giấc. Thứ tư là nghỉ ngơi hợp lý. Và thứ năm là vệ sinh cá nhân hàng ngày. Giờ chúng ta sẽ bước vào hoạt động thảo luận các em nhé. Theo em, mình nên tự chăm sóc bản thân như thế nào để có được cơ thể khỏe mạnh? Chúng ta cùng suy nghĩ và ghi đáp án của mình ra giấy nháp nhé. Qua tìm hiểu chúng ta thấy để có được một cơ thể khỏe mạnh thì chúng ta cần phải có chế độ dinh dưỡng hàng ngày hợp lý, ăn đủ bữa, không bỏ bữa sáng, bởi vì bữa sáng là một bữa quan trọng cung cấp năng lượng cho ngày làm việc của chúng ta. Chế độ ăn uống cân bằng và hợp lý về dinh dưỡng, chúng ta đã theo dõi cái tháp dinh dưỡng ở đầu rồi đúng không? Uống đủ nước mỗi ngày, nghỉ ngơi hợp lý, tập thể dục thể thao, vệ sinh cá nhân sạch sẽ và ngủ đủ giấc. Vậy thì việc thực hiện tốt chế độ sinh hoạt hàng ngày đã và sẽ mang lại cho bản thân điều gì? Chúng ta lại tiếp tục ghi cái câu trả lời của mình ra danh nháp nhé. Như vậy nếu mà chúng ta thực hiện tốt chế độ sinh hoạt hàng ngày thì sẽ đem đến những thay đổi cho chúng ta. Thứ nhất đó là chúng ta cảm thấy mình khỏe mạnh hơn này, tinh thần luôn luôn sảng khoái, luôn cảm thấy vui vẻ, và từ đó chúng ta sẽ tự tin hơn. Đặc biệt là chúng ta cảm nhận được là cơ thể của mình khỏe mạnh hơn, đẹp hơn. Ngoài ra còn có nhiều cái thay đổi tích cực khác thì các em có thể liệt kê thêm nhé. Một cái yêu cầu nhiệm vụ của cô dành cho các em nữa đó là em hãy thực hiện chế độ sinh hoạt hàng ngày để đảm bảo sức khỏe, đồng thời ghi chép lại cái sự tích cực của bản thân mình. Phần này các em cũng sẽ làm ở nhà. Chúng ta chuyển qua tìm hiểu nhiệm vụ thứ hai, tìm hiểu tư thế đi, đứng, ngồi đúng. Quan sát các tư thế đi, đứng, ngồi dưới đây để xác định tư thế đúng. Chúng ta cùng quan sát hình ảnh trên và đưa ra câu trả lời của mình nhé. Tin chắc rằng các em sẽ xác định được đúng những cái tư thế đi, đứng, ngồi đúng, phải không nào? Tư thế đi đúng chính là hình số 1. Tư thế đứng đúng chính là hình số 3. Và ngồi đúng sẽ là hình số 5 các em. Tư thế đi đúng tức là chúng ta phải đi thẳng người, không được gù lưng nha các em. Còn đây là tư thế ngồi đúng.
hai bàn chân tiếp xúc hoàn toàn với mặt đất, hai đầu gối giữ vuông góc, hông giữ vuông góc với thân người, lưng thẳng, đầu cổ giữ thẳng, thẳng trục với lưng và mắt nhìn về phía trước. Tư thế đứng đúng để hai bàn chân tiếp xúc hoàn toàn với mặt đất, giữ thẳng hai chân để trọng lực cơ thể cân bằng, giữ lưng thẳng, đầu cổ giữ thẳng trục với lưng, mắt nhìn về phía trước. Các em cùng quan sát hình ảnh. Vậy thì một câu hỏi đặt ra là nếu không giữ tư thế đi đứng ngồi đúng thì sức khỏe cá nhân sẽ bị ảnh hưởng như thế nào? À đúng rồi, nếu mà chúng ta đi đứng ngồi không đúng tư thế thì có thể sẽ bị vẹo cột sống, ảnh hưởng tới hệ cơ và dáng người. Như vậy nó có thể làm cho chúng ta nhìn xấu đi, đúng không các em? Chúng ta tìm hiểu nhiệm vụ thứ ba, sắp xếp không gian học tập sinh hoạt. Sắp xếp không gian học tập sinh hoạt của em thì cần phải gọn gàng, sạch sẽ. Vậy thì trong việc sắp xếp không gian học tập sinh hoạt thì các em sẽ kể cho cô những việc làm để góc học tập nơi sinh hoạt ngăn nắp, gọn gàng và kể ra những mức độ thường xuyên của việc làm đó hàng ngày hay là hàng tuần và cảm xúc của bản thân khi học tập sinh hoạt trong không gian gọn gàng, ngăn nắp, sạch sẽ. Hàng ngày sắp xếp để góc học tập ngăn nắp gọn gàng sạch sẽ, chúng ta có thể làm những công việc như là sắp xếp sách vở và đồ dùng học tập đúng nơi quy định chẳng hạn này, dọn rác sau khi học xong, vân vân. Để góc học tập gọn gàng ngăn nắp sạch sẽ thì chúng ta sẽ có được cái cảm giác vui vẻ, học tập hiệu quả hơn. Khi mà chúng ta tìm đồ dùng sách vở thì sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều này. Chụp ảnh hoặc vẽ lại góc học tập của em để giới thiệu cho thầy cô bạn bè biết. Như vậy tiết học của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Phần hướng dẫn về nhà, các em sẽ chuẩn bị nhiệm vụ 4 năm của chủ đề 2, chăm sóc cuộc sống cá nhân. Nhiệm vụ 4 đó chính là kiểm soát nóng giận và nhiệm vụ 5 đó là tạo niềm vui và sự thư giãn.